thì theo nghiên cứu trên thị trường đó, 53% tất cả những vị khách hàng đến website của mình sẽ quyết định là đến tiệm của mình hay là không thông qua cái website. Lê Anh nói là mình burn marketing money, mình có thể chi mà mình nghĩ là mình quảng cáo ở đâu, miễn là làm sao đó là social media thì sẽ có khách, thì cái điều đó là cũng chia sẻ là điều đó là không đúng. Quảng cáo, nếu các bạn nghĩ là quảng cáo một cái là khách nó đến ào ạt liền thì ai cũng làm quảng cáo hết, ai cũng bỏ tiền ở làm quảng cáo hết, đâu có tiệm nào vắng nữa đâu, đúng không? Vì phải có khách thì tiệm mới bắt đầu là tiếp tục vận hành được, còn không có khách thì có thể là mình phải bán tiệm hay là mình phải đóng tiệm rồi. Tân Nguyễn, chào mừng anh chị đã quay lại với chương trình tư vấn kinh doanh cùng công ty GDS Vietcap Group. Và chương trình ngày hôm nay rất là vinh dự có sự góp mặt của ba chuyên viên tư vấn của công ty GDS Vietcap Group, đó là anh Leon Nguyễn, chị Kim Tiến cũng như là chị Nancy Thái. Và Tân sẽ đi ngay vào topic ngày hôm nay mà chương trình muốn gửi đến anh chị, đó là khác biệt giữa website và hệ thống social media. Và câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay Tân sẽ dành cho chị Nancy Thái, đó là với quan điểm của khách mời như chị Nancy Thái thì hệ thống social media và hệ thống website giống nhau hay khác nhau, tại sao? Cảm ơn câu hỏi của Tân, đây là một câu hỏi rất là hay. Thì trước tiên để trả lời câu hỏi của Tân, Nhàn xin khẳng định với quý anh chị, hệ thống social media và hệ thống website là hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng hai hệ thống này liên kết chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau để trở thành một kênh truyền thông hữu ích. Thì social media, mình nói nôm na, thời buổi công nghệ hiện nay thì Internet dùng để quảng bá những cái thương hiệu của mình để tiếp cận với khách hàng, hiệu quả rất là cao so với những cái kênh truyền thông ngày xưa như là TV, radio hay là báo chí. Thì những cái mảng social là những cái công cụ, những cái phương tiện để đưa cho mình những cái bài post, những cái bài viết, hình ảnh, video để mình muốn truyền tải đến khách hàng lên trên những cái đài như là Instagram, Facebook hay là Google. Hệ thống website là cái nơi để mình có thể trình bày đầy đủ do cái thương hiệu của mình, cho service dịch vụ của mình, tất cả những gì mà mình muốn truyền đải với khách hàng thì mình đều có nằm trong cái hệ thống website. Nói nôm na, hệ thống website là một cái căn nhà online của mình vậy đó. Nó thể hiện hết bộ mặt của mình ở trên đó. Hai hệ thống này liên kết chặt chẽ với nhau. Vì sao? Tại vì khi mà mình xây dựng được những cái kênh truyền thông của mình ở trên social tốt và một cái website chỉnh chu, đầy đủ thông tin chuyên nghiệp, nhìn nó rất là bắt mắt, thì những cái công cụ đó sẽ đưa khách hàng của mình đi tới website. Và từ website đó, khách hàng người ta sẽ vô, người ta sẽ coi được là những cái thông tin họ cần tìm hiểu. Thì theo nghiên cứu trên thị trường đó, 53% là tất cả những vị khách hàng đến website của mình sẽ quyết định là đến tiệm của mình hay là không thông qua cái website. Hai hệ thống này nó quan trọng ngang ngửa nhau. Thì nhận cho ví dụ đi, cái website này như căn nhà của mình đi, còn những cái phương tiện này như những cái social media đó, coi như là những cái máy bay này ha, xe máy hay là xe đạp. Thì nó có những cái mà đi chậm, đi nhanh hay là đi vừa vừa, thì tùy theo location khác nhau, tùy theo mỗi cái tiệm khác nhau mà mình chọn cho nó đúng cái phương thức nào để mình có thể truyền đải những cái thông tin đó và mang khách hàng về đúng với căn nhà của mình. Dạ rồi, cảm ơn chia sẻ cũng như quan điểm của chị Nancy Thái. Và chị Nancy Thái cũng khẳng định là website và hệ thống social media, hai hệ thống hoàn toàn khác biệt nhau nhưng có mối liên kết chặt chẽ với nhau, đúng không chị Nancy? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Nancy. Và câu hỏi tiếp theo Tân sẽ dành cho chị Kim Tiến, là theo như kinh nghiệm của chị, vậy hệ thống social media hay hệ thống website thì cái nào cần thiết hơn giúp cho một doanh nghiệp phát triển? Cảm ơn câu hỏi của Tân. Kim Tiến xin chào quý vị khán giả. Hệ thống website và hệ thống social media bắt buộc phải đi chung với nhau, vì hai hệ thống này hỗ trợ và liên kết để giúp các chủ doanh nghiệp thành công trong cái business của mình. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Kim Tuyến vừa rồi. Không biết theo quan điểm của anh Leon có bổ sung nào cho câu hỏi này không? Đó là những hiểu lầm thường gặp khi mà anh tiếp xúc trong cái môi trường, đặc biệt là ngành nail và nhà hàng, thì có một số anh chị chủ đó, thì anh có gặp những anh chị đó hiểu lầm về hệ thống social media và website không? Cảm ơn Tân. Rất nhiều Tân. Kinh nghiệm của Leon thì nhiều người chủ họ nghĩ là hai hệ thống này, họ nghĩ là nó khác nhưng nó giống, cho nên nhiều lúc nó cũng khó để giải thích. Leon cũng cố gắng để chia sẻ với những người chủ đó là mình cứ suy nghĩ là cái website là nó là một cái hub, nghĩa là mình có thể chủ động thay thế, trang trí, mình kiểm soát thay đổi nó như thế nào.
là mình là chủ. Còn những cái hệ thống social media là mình là người dùng. Mình không thể nào mà thay đổi những gì mình muốn trong cái hệ thống social media theo ý của mình được. Mình chỉ có thể dùng những gì mà những công ty hệ thống social media đã thiết lập để mình dùng, để làm sao mà mình tạo cho một cái platform để cho mình mời những người khách hàng đó đến cái website của mình. Là website của mình là cái hub. Nó rất dễ để cho mình hiểu lầm hai cái hệ thống đó. Mình nghĩ là một hệ thống nhưng thật sự nó là khác. Cho nên Ly Anh nghĩ cái điều mà mình nên cần phải hiểu là mọi cái hệ thống nó đều có cái mục đích chính và mục đích phụ. Cái website của mình, mục đích chính của mình, chính mình như thế nào, mình muốn đưa lên mạng như thế đấy. Nói đơn giản, dễ hiểu là vậy. Còn hệ thống social media bên Google, mục đích chính của Google là mình biết nó liên quan đến tìm kiếm. Còn mục đích phụ của Google là review. Review. Dạ. Còn Facebook là không phải là một nơi mà lên để tìm kiếm. Mục đích chính của Facebook là tương tác. Làm sao nhanh nhất mà mình có thể tương tác với khách hàng của mình. Mình post một cái bài lên thì khách hàng đang theo dõi mình, họ thấy nhưng trong tích tắc. Đó là mục đích chính của Facebook. Mình ít khi nào thấy ai lên Facebook đọc review lắm. Có thể là hoàn toàn là review trên Facebook là không ai để ý tới. Còn mình nói về Instagram và Yelp thì mình biết Yelp, mục đích chính của họ là họ đánh mạnh rất nhiều review, nhưng mà mục đích phụ của họ là hình ảnh. Mình muốn tới một nhà hàng trong cái khu du lịch nào hay là mới dọn cái khu nào thì mình có thể lên Google hoặc mình lên Yelp. Thì mình lên Yelp là mình tìm kiếm trên Yelp, coi hình ảnh, coi là cái nhà hàng đó đồ ăn có ngon không. Leon nói điều này là để cho mình biết là mọi hệ thống đều có cái chính và cái phụ. Mình nên quảng cáo ở đâu thì mình phải hiểu là mục đích của những hệ thống đó, nó sẽ đưa mình thật sự là đến đích mà mình đã mong muốn trong cái kế hoạch của mình không, thì mình mới đi đến đích được. Còn không thôi thì mình có thể nói là, Leon nói là mình burn marketing money. Mình có thể chi mà mình nghĩ là mình quảng cáo ở đâu, miễn là làm sao nó là social media thì sẽ có khách. Thì cái điều đó là cũng chia sẻ là điều đó là không đúng. Dạ. Cho nên Leon nghĩ là mình nên biết chính mình, và mình nên biết là chính khách hàng của mình, là mình nên đầu tư quảng cáo ở đâu là hiệu quả nhất, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh vừa rồi. Và sau đây là một tình huống của khán giả gửi về cho chương trình. Là anh chị này là chủ nail ha. Tiệm của anh chị này là có website rồi. Vì tiệm đang rất là vắng khách nên chủ liên hệ chỉ muốn làm quảng cáo, làm hệ thống social media, và chỉ muốn chạy quảng cáo một tháng để tiết kiệm chi phí, thì có hiệu quả hay là không? Thì câu này em xin ý kiến của chị Nancy Thái. Cái tình huống này là Nhàn gặp rất là nhiều. Yeah. Những cái người khách của Nhàn thực tế cũng hay hỏi với Nhàn là bây giờ họ chỉ muốn làm quảng cáo thôi, họ không cần làm website gì hết, và họ muốn là tháng này vắng quá, họ làm một tháng thôi. Thì đây là một cái câu hỏi khá phổ biến. Cái tình huống là khán giả là có rất là nhiều tình huống. Ví dụ như là người khách họ đã có website rồi, và có người khách họ không có website mà họ muốn quảng cáo. Nhưng mà trong cái câu hỏi, cái tình huống mà của khách gửi về cho chương trình đó, là tiệm có website rồi nhưng mà muốn làm quảng cáo, nhưng mà chỉ muốn làm một tháng thôi để tiết kiệm chi phí, thì có đem lại hiệu quả không? Dạ rồi. Thì cái câu hỏi này đó, nó có nhiều cái sự trả lời bên trong. Nhưng mà cái mà Nhàn thấy Nhàn cần trả lời nhất đó là quảng cáo một tháng có được hay không, hoặc là tháng này vắng quá mình quảng cáo tháng này thôi, những tháng kia mình không muốn quảng cáo nữa. Rất là nhiều người hỏi Nhàn câu này. Thì thật sự đó, quảng cáo, nếu các bạn nghĩ là quảng cáo một cái là khách nó đến ào ạt liền, thì ai cũng làm quảng cáo hết, ai cũng bỏ tiền ở làm quảng cáo hết, đâu có tiệm nào vắng nữa đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà quảng cáo ngắn hạn như vậy và bỏ một số tiền nhỏ thôi mà khách mang đến thì ai cũng thành công hết. Thì cũng đâu có thực tế đâu, đúng không? Cái business nó phát triển sẽ không đồng đều. Đúng rồi. Quảng cáo, mình phải quảng cáo liên kết chặt chẽ với nhau. Không phải là quảng cáo 1, 2 tháng không, mà là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm mà mình duy trì hoài. Các bạn thấy như Starbucks đi, hoặc là Costco, họ vẫn chạy quảng cáo hoài, mặc dù là họ rất là đông khách rồi. Tại sao họ chạy hoài? Họ muốn khẳng định thương hiệu của họ. Quảng cáo nó có rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Không chỉ là mang khách không, nó còn là khẳng định thương hiệu, họ muốn remind khách hàng. Nó có rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu mà để mình quảng cáo 1 tháng mà có khách, thì Nhàn trả lời là không. Chưa chắc được. Nhà nghĩ là cũng có tiền cũng sẽ được đó, nhưng mà số nhỏ thôi. Nhưng mà đa số là sẽ không được ha Tăng ha. Dạ rồi, cảm ơn câu trả lời của chị Nancy Tái. Không biết chị Kim Tuyến và Leon có bổ sung gì cho tình huống này không? Thật sự
Một cái business có thể nói là quảng cáo là một trong những điều mà quan trọng mà mình nên dành thời gian nhiều nhất. Vì phải có khách thì tiệm mới bắt đầu là tiếp tục vận hành được. Còn không có khách thì có thể là mình phải bán tiệm hay là mình phải đóng tiệm rồi. Phần mà mình đầu tư không chỉ là tài chính mà thời gian vào cái quảng cáo của mình nó rất quan trọng. Một tháng không thể nào mà mình có thể xây dựng cái nền của quảng cáo được hết. Lý Anh nghĩ là tiệm mà coi như là nằm trong location tốt, chủ biết quản lý, có thợ giỏi thì có thể là minimum là chỉ cần quảng cáo mạnh trong 3 tháng thôi. Nhưng mà Lý Anh nghĩ là phần đông trong cái ngành của mình khó, rất ít những cái tiệm như vậy. Thì Lý Anh strongly là recommend theo kinh nghiệm của Elon làm việc với lại nhiều người chủ trong những năm vừa qua, thì Lý Anh nghĩ là phải nên có một cái chiến lược và kế hoạch cụ thể trong một năm. Rồi sau một năm thì mình sẽ coi thử là mình đã đạt được cái mục tiêu của mình chưa. Nếu mà mình đã đạt được cái mục tiêu thì mình nên coi thử cái mục tiêu lâu dài của mình là 3 năm, 5 năm như thế nào. Thì từ đó bắt đầu mình sẽ layout cái plan, coi như là nó là một cái plan gọi là expansion. Nếu mà mình happy với là một tiệm thì mình stay với một tiệm và mình có thể áp dụng những cái cách mà tăng tiền khách hàng chi để mình tăng cái doanh thu. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình đủ thời gian và khả năng để mình expand ra 3 tiệm, 5 tiệm thì lúc đó mình phải layout một cái plan là ít nhất cũng phải 5 năm. Tại vì muốn expansion mà lên đến là hơn 1 tiệm thì nó không phải đơn giản là mình chỉ làm trong 1 năm mà nó cần đòi hỏi rất nhiều, đặc biệt là nhiều team cùng với nhau để cho mình đạt được cái mong muốn của mình đó. Đó là cả một quá trình chứ không thể nào mà quảng cáo 1 tháng hay là 2 tháng mà để cho tiệm đông khách. Có gì anh chị suy nghĩ là ok bây giờ tôi bỏ chừng đó tiền ra thôi, bây giờ tôi muốn tiệm tôi đông khách, tăng income. Nhưng mà một số anh chị họ không hiểu được cái quá trình làm quảng cáo nó có rất nhiều cái trong đó, giống như chị Nancy hay là anh Leon vừa trình bày. Cho nên anh chị khách ở đây cần, nó là cả một quá trình, một sự chuẩn bị lâu dài, chứ không phải là một tháng hay là hai tháng có thể đem lại cái hiệu quả tốt nhất, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ của chị Nancy cũng như là chị Kim Tiến và anh Leon. Tân cũng hy vọng là những chia sẻ cũng như kinh nghiệm của anh chị sẽ một phần nào đó giúp cho quý thính giả hiểu hơn về marketing là như thế nào, về chạy quảng cáo là như thế nào, và về social media và website khác biệt như thế nào, để anh chị có hơn nữa một cái khái niệm về những cái topic ngày hôm nay. Vì thời lượng của chương trình cũng có hạn, Tân cũng như là anh Leon, chị Kim Tiến và chị Nancy cũng xin chào anh chị. Và nếu như mà anh chị thấy topic ngày hôm nay hay và hữu ích, vui lòng cho chương trình tư vấn kinh doanh GDS Vietcap Group một like, một share, cũng như là nhớ bấm đăng ký để theo dõi, để khích lệ chương trình sẽ cho ra nhiều topic hay hơn nữa gửi đến anh chị. Còn bây giờ Tân và ba anh chị xin chào và hẹn gặp lại. Để được tư vấn miễn phí hãy gọi ngay 1-888-389-7240. Chạy quảng cáo nhưng không có khách. Chạy quảng cáo không có khách cũng đồng nghĩa với là chạy quảng cáo không hiệu quả. Trả tiền chạy quảng cáo càng nhiều thì càng hiệu quả. Quảng cáo là một cái sự đầu tư. Khi mà mình tìm một công ty mà họ dùng cái từ là guarantee, rất nhạy cảm và sensitive, nó không có sự bảo đảm và chắc chắn. Câu mà người Việt Nam mình hay nói là tiền mất tật mang đó. Thường á, họ sẽ bị thu hút bởi giá rẻ, 600 đồng cho một tháng rồi. Thì làm sao mà một cái công ty chạy quảng cáo họ nhận mình chỉ có 1.500 hay là dưới 2.000 để họ chạy trong một năm.